Đây là một cách cực kỳ đơn giản để thao túng bất kỳ người nào làm theo những gì mà bạn muốn. Và cái cách này đã được một nhà tâm lý học chứng minh thông qua một cái thí nghiệm thực tiễn. Đó là bà ta đã đi đến một cái tiệm photocopy. Ở nơi đó có rất là đông người đang đứng chờ để được sử dụng cái máy photocopy. Và bà ta đã vào và bà ta đã nói là: "Tôi chỉ có 5 trang giấy thôi, mọi người có thể nào nhường cho tôi sử dụng cái máy photocopy này trước, bởi vì tôi đang rất là vội không?" Thì đa số mọi người đều chấp nhận cho bà ta sử dụng cái máy photocopy trước. Và sau đó bà ta đã quay lại làm thí nghiệm một lần nữa. Và lần này thì bà ta chỉ nói là: "À, tôi chỉ có 5 trang giấy, mọi người có thể cho tôi sử dụng cái máy photocopy trước không?" Thì lần này không có ai cho bà ta sử dụng cả. Và lần thứ ba bà ta quay lại đó một lần nữa. Và lần này thì bà ta nói là: "Tôi có 5 trang giấy và mọi người hãy cho tôi sử dụng cái máy photocopy, vì tôi rất là cần sử dụng cái máy photocopy này ngay bây giờ." Thì một lần nữa tất cả mọi người lại cho bà ta sử dụng cái máy photocopy đó trước. Thì qua sự việc này chứng minh điều gì? Chứng minh là khi mà bạn cho người khác cái lý do để họ giúp bạn